mình để hôm nay thì nhà gái hôm nay chúng tôi có để đến đây để đưa cô dâu về chích đầu bánh đầu bánh kia trong thì đó thì nhà gái chúng tôi có đem đến một số của hồi môn gồm 40 chỉ vàng 24 và tặng cho luôn hai cháu 6 công tất cả.
Rồi quốc câu 3. Câu 5 rồi. Quên rồi. Rồi để trước. Không có vợ gì kia. Tiên mình với chị với gia đình. Rồi rồi để trước, để trước. Nhận cái lấy đồ lại để lại cho cụ. Rồi rồi cái thiệp để vô đó đó, vậy đó. Rồi vậy xong. Rồi cái tiếp xin mời tiếp tục đó. Này ở Vũng Tàu đi xa lắm nha. Rồi hiểu. Tôi quay phim riết mà biết mặt, quay mặt luôn à. Có chúc cháu gì đâu câu nói luôn với cháu coi. Anh Nam á. Hai đứa để đi lên trước. Rồi. Thầy nhận đi rượu trước. Uống đi, uống đi. Rồi uống có đôi lời nữa, chúc cháu mình hạnh phúc vậy đó. Có rồi đưa qua đi vậy. Còn năm gì sao? Rồi xong. Ủa, mấy con đâu? Đứng vô, đứng vô. Cho bé đứng vô. Rồi đưa rượu, nhận rượu với cháu mình ghê, uống rượu mừng ghê. Rồi uống xong đi, cái chút cháu mình hạnh phúc thì nói luôn. Rồi xong. Năm sáu là lúc năm sáu nó kêu bằng tới bằng rồi, cậu mà là ngày kỷ niệm của hai đứa thành hôn cậu luôn chuyện công việc trải thôi mà cũng đến mà cũng tranh thủ hết thời gian tới đến dự mà vui vẻ của hai cháu thì tôi chúc nhất cậu cho hai cháu là trăm năm hạnh phúc làm ăn phát đạt sau này là có tiền giữ giúp em còn cậu đây giúp vốn cho cháu một chút tiền gió để làm nên sự nghiệp chứ cậu gì được. Rồi tiếp theo là nhận đi rượu liền. Rồi những cháu có mấy quà nhỏ mọn cho hai cháu chúc hai cháu chúc mừng lễ. Rồi. Nhận đi rượu liền, rượu. Hai ông đụng ơi, đụng ly coi. Bây giờ chưa ai đụng ly, hai ông đụng ly cái coi. Rồi xong rồi tiếp. Rồi xong hai ông xong. Rượu quá ngon. Nghĩa giới thiệu. Bảy đúng không các em á? Hay là có bảy dùng bảy đủ cả luôn. Bảy dùng bảy. Rồi đưa rượu, đưa rượu. Mời hả? Mời. Mời. Rồi trước tiên là nhận rượu trước đi. Nhận rượu uống rượu trước đi cho xinh xỉnh này chút chút theo được. Để thêm nữa. Rồi uống đi rồi nè. 1, 2, 3, vô. Rồi, 1, 2, 3, chậm chậm. Rồi đưa rượu à, hai đứa đưa rượu.
bà uống rồi, đụng đi hai bà chẳng uống đụng đi luôn. Đúng rồi à. Chăm chăm luôn. Không ai đặt vô. Rồi xong mười mấy nữa vô. Rồi cầm đi rượu hai đứa đụng vô cái coi. Rồi bất tiền. Đúng hả? Uống đi. Uống lễ mà rượu này uống ngon ta mà. Rồi xong. Hai chồng 14 sắp đến hai chồng 15. Rồi 15. Rồi giới thiệu đây hai chồng 15. Đây là hai chồng kết hôn của gia đình. Thì đầu tiên lúc lúc là hai chị cháu mình làm hạnh phúc và thành công trong công việc nha. Rồi thì không có quên bỏ vô cái lời luôn cơ thể tặng hai đứa 3 triệu. Rồi đúng đi coi, đúng đi nè, đúng đi nè, đúng đi nè. À, bóp đèn. Rồi xong, vậy đứng lên nói gì luôn rồi nói xong đi. À, anh em có anh em gì không? Cô chú mời tới là anh Gen. Có anh. Vậy dây anh cứ ăn ha. Rồi rồi. Rồi đưa cho anh. Rồi hai anh uống rượu với em rồi chúc mừng em hạnh phúc cho coi. Rồi xong hai anh xong. Đây họp đây gia đình anh năm. Tại vì gia đình anh năm. Vậy ngồi 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 với em ngồi ngồi uống đi rượu coi. Ngồi đi ngồi uống em uống đi rượu. Thưa quý vị khách quý, quan viên ngày học kính mến, tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi chúng ta. Thế thì tình yêu là gì? Đố ai các nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt làm mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Chính vì thế tình yêu là sự rung động của một tâm hồn, hy vọng một trái tim đồng điệu, là sự hòa hợp với hai con tim và là điều kỳ diệu nhất mà trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi tìm. Và ngày hôm nay Văn An Khả Di đã thực sự tìm thấy được điều kỳ diệu của tình yêu, tìm thấy được nửa yêu thương của chính mình. Vâng, và để có một ngày hạnh phúc, một ngày trọng đại như ngày vui hôm nay, một điều hiển nhiên đã trở thành chân lý. Đội Quy Ngương không thể nào quên được công ơn vô lượng thâm ân của các đấng sanh thành đã nuôi nấng chúng ta. Cho một tràng pháo tay thật dơi, thật dương, thật nồng nhiệt để chào đón Đô Thăng Lam và Tây Nhân Nhân lộng lẫy nhất, đẹp nhất. Đó là chủ đề đẹp trai Đỗ Văn An, sinh viên của cô dâu xinh đẹp Trương Khả Di. Quấn lấy thân câu phải duyên phải nợ đi về sống chung. An ơi cho Di theo cùng, đắng cay Di chịu, ngọt bùi sẻ chia. Kính thưa quý vị, trên sân lễ bây giờ nhà gái hân hoan mừng sĩ quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Xin mời hai bên thông gia cùng với chú rể và cô dâu hãy gửi đến tất cả toàn thể bên khách quý với lời cảm ơn và lời chào nồng nhiệt nhất. Hồng phút đi 1, 2, 3 thì hai bên thông gia cùng với chú rể và cô dâu chuẩn bị cúi đầu chào. 1, 2, 3 cúi đầu chào. Ngay sau đây Hồng Phúc sẽ được thay mặt cho gia đình anh chị Bảy, dì Dượng Bảy cũng như bà Đỗ Thị Liên sẽ được trân trọng tuyên bố. Kính thưa quý vị khách quý, quan viên nghe họ kính mến, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Giáp Thìn, gia đình của bà Đỗ Thị Liên hiện ngụ Nhân Hưng, tỉnh Biên, tỉnh An
vàng đã kết tình thông gia với ông Trương Hữu Chí và Đồng Thị Kim Phượng, hiện ngụ Gò Gòn, Hương Thạnh, Tân Hưng, tỉnh Long An. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đã thống nhất chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ đến với chú rể Đỗ Văn An. Sẽ đi cùng cô giáo xinh đẹp Trương Khả Di. Sự hiện diện và sự tử tế của quý vị là niềm vinh hạnh rất lớn cho gia đình. Chị Liên của chúng tôi cũng là hành trang đẹp nhất để chúc mừng cho An và Di của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Nào, xin mời chú rể và cô dâu hãy tiến lên phía trước cùng khui rượu sâm banh. Yêu trang hòa mà son sắc
mặn nồng và thủy chung. Nào, xin mời chú rể Văn An hãy hôn nhẹ vào bờ má cô dâu xinh đẹp Khả Vi một cái để nói lên lời thề thủy chung son sắt của mình. Chưa, từ từ cháu nó sẽ nhừ, nó chậm mà nó chắc. Nhớ lời chú dặn nghe An, chú đếm 1, 2, 3 hãy hôn cô dâu. Nào chú B, 1, 2, 2 rưỡi, 2 đồng y, 2 chúc chúc hôn cô dâu. Hôn em chúc cho vui. Thế thì cô dâu thì sao, cũng đáp lại tấm chân tình người chồng mới cưới mình đi chứ. Hãy hôn nhẹ vào gò má của ông xã Văn An đi nào. Hôn này hả? Chưa, từ từ nữa cháu nó sẽ nhừ, đừng làm chú rể sợ, ta mới lớn đó. Đến 1, 2, 3 hãy hôn chú rể. Nào chú mi, 1, 2, 2 rưỡi, 2 đồng y, 2 8, 2 9 hôn chú rể. Hôn anh chúc chị mình anh thôi, anh An đẹp trai ơi. Thế là chúc cho vui, thế là chúc nên đôi vợ chồng. Mới nghe anh chị Bảy cũng như anh Chí và chị Phượng nói không có thể nào mà hôn chúc thành đâu vợ chồng nữa. Phúc ơi, em kiểu hai đứa nó hôn làm sao, hôn như thế nào, hôn ở đâu, hôn ở chỗ nào mà thành đâu vợ chồng. Chị Liên, hôn đâu chị, hôn môi có được không ạ? Mây ơi đừng bay nhẹ, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lai thật khẽ. Chú đôi bạn trẻ An và Di chuẩn bị hôn môi. Noa vừa rồi đã khai vị, chúc mừng ngày tân hôn của An và Di. Lời ngỏ sau cùng xin đại diện cho gia đình chị Liên cũng như anh Bảy, chị Bảy xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khách quý đã không bỏ ngại đường xá xa xôi từ Long An cũng như Vũng Tàu quê ngoại về đây chung vui cùng gia đình của chúng tôi. Trong lúc chiêu đãi cũng như phần tiếp xúc có điều gì sơ sót, rất mong quý khách quý hãy niềm tình tha thứ bỏ qua cho. Trước khi dứt lời, thay mặt cho gia đình chị Liên cũng như âm thanh ánh sáng Phương Thảo Audio, nhà hàng Kim Thoa, kính chúc quý vị khách quý có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Khi sắp về, luôn luôn thuận lợi bình an, dồi dào sức khỏe và làm bạn phát đạt happy wedding.